Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Người biểu tình phá hàng rào an ninh tại Đại hội Đảng Dân chủ. Hàng nghìn người biểu tình bên ngoài Đại hội Đảng Dân chủ phá hàng rào an ninh để phản đối Tổng thống Biden hỗ trợ Israel trong chiến sự Gaza. Người biểu tình phản đối chiến sự Gaza ngày 19 tháng 8 tuần hành tại thành phố Chicago, bang Illinois, gần tòa nhà United Center, nơi diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ DNC 2024. Họ kêu gọi Mỹ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời phản đối chính phủ Mỹ viện trợ vũ khí cho Israel sử dụng trong cuộc chiến ở Gaza. Các nhóm biểu tình ước tính vài nghìn người tham gia sự kiện, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng ban đầu là 20.000 người. Chúng tôi tự hào về số lượng người đến đây, nhất là khi thành phố đã tìm cách hạn chế. Vayani Apoma Mizana, một thành viên nhóm tổ chức biểu tình, cho biết. Người biểu tình về lá cờ của Palestine cùng chi tiết nước mắt bằng máu trên mặt khi tham gia cuộc tuần hành gần trung tâm hội nghị United Center. Cuộc biểu tình phản chiến diễn ra ngay trước khi DNC 2024 khai mạc. Trong bài phát biểu trước các đại biểu Đảng Dân chủ, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh mục tiêu hỗ trợ chấm dứt cuộc chiến tại dải Gaza, song không lên án đồng minh Israel. Ông cho rằng đã có quá nhiều người dân thiệt mạng ở cả hai phía, kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas. Người biểu tình vẫy cờ Palestine trong cuộc tuần hành phản chiến. Nhiều người hô các khẩu hiệu chấm dứt tài trợ chiến tranh, chấm dứt diệt chủng hay cả thế giới đang theo dõi. Chicago là nơi có cộng đồng gốc Palestine đông đảo nhất nước Mỹ. Nhiều nhóm hoạt động chính trị từ khắp nước Mỹ cũng đưa người đến Chicago để tham gia biểu tình. Ứng viên Tổng thống độc lập Cornel West cũng xuất hiện và ủng hộ cuộc biểu tình, cho rằng hòa bình ở dải Gaza là vấn đề đạo đức và tinh thần, không thể nằm trong những tính toán bầu cử. Trong khi phần lớn cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, một nhóm vài chục người biểu tình đã tiếp cận vành đai an ninh bên ngoài United Center. Sau khi hô nhiều khẩu hiệu chỉ trích chính quyền Biden, Harris hậu thuẫn Israel, một số người quá khích đã xô đổ hàng rào, tìm cách xông vào bên trong. Cảnh sát tìm cách ngăn chặn nhóm xô đổ hàng rào an ninh, khống chế những người biểu tình quá khích. AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ít nhất 4 người bị bắt trong sự việc. Cảnh sát thành phố Chicago được hỗ trợ bởi cảnh sát bảo vệ quốc hội USCB tranh cãi với người biểu tình phản chiến. Cuộc biểu tình nhằm gây sức ép với giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ hành động ngay lập tức, buộc Israel kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Các nhóm hoạt động phản chiến tuyên bố họ không thay đổi lập trường dù Tổng thống Biden đã ngừng tranh cử và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trở thành ứng viên Đảng Dân Chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến bà Kamala vì bà ấy cũng là một phần vấn đề hiện nay. Nhiều người nghĩ rằng trách nhiệm chỉ nằm ở ông Biden, nhưng hãy nhớ bà ấy là phó tổng thống. Chúng tôi muốn bà ấy biết rằng nếu muốn lá phiếu từ chúng tôi, bà ấy phải chấm dứt cuộc chiến. Taylor Cook, nhà hoạt động phản chiến đến từ bang Georgia, khẳng định. Lãnh đạo cảnh sát Chicago Larry Snelling cho biết một số người biểu tình quá khích đã ném chai nước và đồ vật vào cảnh sát. Lực lượng chấp pháp đã hóa giải căng thẳng mà không cần dùng đến các biện pháp mạnh. Một số người đã trà trộn vào đám đông với ý định bạo lực, phá hoại. Chúng tôi quyết ngăn cản điều đó xảy ra. Cảnh sát sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành động nào nhằm phá hoại thành phố, ông Snelling cho biết. Josh Weiner, đồng sáng lập tổ chức Liên minh Do Thái Chicago cho biết, đã tập hợp một nhóm khoảng 40 người ủng hộ Israel đến công viên gần khu vực tuần hành, được hộ tống bởi khoảng 20 cảnh sát. Weiner nói nhóm chỉ muốn thể hiện chúng tôi hiện diện, không nhằm mục đích khiêu khích. Cảnh sát Chicago đứng ra đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng với người biểu tình, giải tán nhóm quá khích. Sau khi hàng rào được sửa chữa, đơn vị chống bạo động của cảnh sát Chicago với đầy đủ khiên và trang bị tác nghiệp tuần tra vành đai an ninh bên ngoài trung tâm sự kiện United Center. An ninh trước thềm đại hội của Đảng Dân Chủ. Ngày 19 tháng 8 giờ Mỹ, Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ khai mạc ở thành phố Chicago, bang Illinois. Sau khi đảng này trải qua một tháng bận rộn tập hợp sự ủng hộ xoay quanh ứng viên Kamala Harris khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử. Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8 với sự tham gia của 4.000 đại biểu cùng hàng chục nghìn chính trị gia, nhà hoạt động và cử tri Mỹ. Đại hội đã được tổ chức tại hai địa điểm của Chicago, gồm sân vận động United Center
phía tây thành phố Chicago, nơi sẽ diễn ra các sự kiện buổi tối và trung tâm hội nghị McCormick Place ở trung tâm thành phố, nơi sẽ tổ chức các sự kiện ban ngày, theo tờ The New York Times. Đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ tăng cường an ninh, nhất là sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Theo tờ The Washington Post, nhiều cuộc biểu tình đã được lên lịch tại khu vực tổ chức đại hội, nhiều nhất là trong ngày đầu tiên và cuối cùng của sự kiện. Các cuộc biểu tình trải dài trên các chủ đề khác nhau, từ quyền phá thai, quyền của cộng đồng LGBTQ+, cộng đồng người Palestine ở Mỹ, v.v. Các chuyên gia cho rằng, phản đối cuộc chiến tranh của Israel ở dải Gaza khả năng sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất, vì Chicago là nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Palestine lớn nhất cả nước. Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và các quan chức dân chủ khác bày tỏ sự tin tưởng rằng đảng có thể tổ chức một hội nghị có trật tự và tôn trọng quyền biểu tình của mọi người. Theo tờ The Hill, ông Johnson lưu ý rằng thành phố sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự hỗn loạn nào từ những người biểu tình. Tương tự như Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa tháng trước, Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ cũng được xếp vào nhóm sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia do cơ quan mật vụ Mỹ trực tiếp chịu trách nhiệm. Đài ABC News đưa tin, cơ quan mật vụ Mỹ đã điều động hàng trăm sĩ quan liên bang tại các cơ quan khác, bao gồm các đơn vị chó nghiệp vụ phát hiện bom, các kỹ thuật viên chất nổ, trực chiến của cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ Mỹ. Chúng tôi sẽ đưa 10 chú chó nghiệp vụ đến Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ và nhiệm vụ của chúng trong sự kiện này là tìm kiếm hành lý không có người trông coi hoặc gói hàng đáng ngờ. Bất kỳ ai đi vào khu vực bên trong của sự kiện đều sẽ được đội chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng kiểm tra, một nhân viên an ninh nói với ABC News. Ngoài ra, 12.000 cảnh sát Chicago đã tuyên bố sẵn sàng cho đại hội năm nay, theo tờ USD Today. Chúng tôi không quên nhiệm vụ bảo vệ thành phố, không chỉ xung quanh các địa điểm tổ chức Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Sở Cảnh sát Chicago sẽ có mặt ở mọi khu phố. Giám đốc Sở Cảnh sát Chicago, ông Larry Snelling, nhấn mạnh, cho biết thêm rằng cảnh sát từ các thành phố khác của Mỹ đã được điều động tới hỗ trợ Chicago. Tổng thống Biden rơi nước mắt tại Đại hội Đảng Dân Chủ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng một số thành viên gia đình, trong đó có đệ nhất phu nhân Jill Biden, tối ngày 19 tháng 8 tham dự Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở thành phố Chicago, bang Illinois. Con gái ông Arthur Biden lên sân khấu để giới thiệu phần phát biểu của bố. Hàng nghìn người reo hò, vỗ tay nồng nhiệt và hô vang "Chúng tôi yêu ngài" khi Tổng thống 81 tuổi bước lên sân khấu để có bài phát biểu từ biệt. Chưa đầy một tháng trước, ông Biden tuyên bố dừng tranh cử, nhường lại cơ hội cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhiệm kỳ duy nhất của ông Biden còn khoảng 5 tháng nữa là kết thúc. Ông Biden tiến đến bên con gái, ôm con trong vòng tay, rồi lặng lẽ lấy khăn tay lau nước mắt. Vẫn trong cảm xúc dâng trào, ông nhìn về phía khán giả, giơ nắm tay lên cao, như một biểu tượng của sự kiên cường. Bà Harris cũng không kìm được xúc động, đôi mắt ngấn lệ khi chứng kiến khoảnh khắc này. "Tôi yêu tất cả mọi người", ông Biden chia sẻ từ bục phát biểu. "Tôi và Phó Tổng thống Kamala biết rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng." Ông Biden chỉ trích ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump là kẻ thất bại. Ông kêu gọi người Mỹ bầu một công tố viên vào phòng bầu dục thay vì người đã bị kết tội. Đề cập đến việc ông Trump đã bị bồi thẩm đoàn New York tuyên có tội, trong khi bà Harris từng là công tố viên. Ông cũng khẳng định bản thân sẽ là tình nguyện viên tốt nhất cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Đề cập tới đám đông biểu tình bên ngoài địa điểm diễn ra Đại hội Đảng Dân Chủ để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, Tổng thống Mỹ cho rằng nên lưu tâm hành động này. Rất nhiều người vô tội ở cả hai phía đã thiệt mạng, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này, ông nói. Sau khi ông Biden kết thúc bài phát biểu, bà Harris bước lên sân khấu và ôm ông. Cơ hội chiến thắng của Đảng Dân Chủ được cải thiện đáng kể từ khi bà Harris thay ông Biden trở thành ứng viên Tổng thống. Các cuộc thăm dò, hoạt động gây quỹ và một số lượng người ủng hộ tại các cuộc vận động tranh cử đều cho thấy bà Harris đã thay đổi cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Khi được phóng viên hỏi về cảm xúc của mình sau bài phát biểu tại đại hội, ông Biden chia sẻ rằng đó là một khoảnh khắc khó quên. Trước đó, bà Harris cũng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Tổng thống Biden trong bài phát biểu của mình tại Đại hội Đảng Dân Chủ. Bà nói, "Cảm ơn ngài vì vai trò lãnh đạo có ý nghĩa lịch sử, vì sự cống hiến trọn đời cho quốc gia và vì tất cả những gì ngài sẽ tiếp tục thực hiện.
Chúng tôi mãi mãi biết ơn Ngài. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.